kim cương mà. Không biết nghe nói 10 tỷ, bán chắc dư tiền mở mắt cho mẹ rồi. Rồi sao mày có? Anh giật của nó mà. Chạy chạy chạy. Mày chạy qua bên kia, anh dụ nó qua đây. Mẹ. Gì vậy bà? Sao anh để con anh ở đây vậy? Ê! Đứng lại! Anh kia! Mày gây ra chuyện lớn rồi Minh ơi. Ngày mai mày về quê còn cái chuyện này để anh lo. Anh ăn cướp cái viên kim cương từ bọn giang hồ thiệt. Lúc lấy đâu biết tụi nó giang hồ, lấy rồi mới biết tụi nó giang hồ đó chứ. Gì nữa? Cứ cho tôi với nhóc này đi theo đi. Tụi mày muốn cái gì? Đem đưa bé nó gặp tao. Khoan đã. Anh có nghe mùi gì thúi thúi không? Quê, con phải